Trong giai đoạn giá thịt lợn đang leo thang từng ngày thì mua được một ít thịt lợn cho bữa ăn gia đình quả thật là quý giá biết bao. Chính vì thế ngày nay những tên trộm đã không còn trộm xe, trộm tiền hay trộm điện thoại nữa mà giờ đây đã chuyển sang trộm thịt lợn. Đoạn clip ghi lại vụ trộm ở ngã ba Bến Gỗ, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Một thanh niên tiếp cận chiếc xe máy của người bán bánh mì. Những tưởng hắn ta loay hoay mở khóa để trộm xe, nhưng không, tên này nhanh tay nhấc ngay túi thịt heo treo lủng lẳng trên đó. Sau đó, đối tượng leo lên xe có đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát. Tình huống đang khiến cho dân tình xôn xao bàn tán. Nhiều người cho rằng chuyện bi hài này là do thịt lợn ngày càng tăng giá. Có thể nói thời buổi thịt lợn lên giá, chuyển qua trộm thịt thì có vẻ như là khả thi hơn là trộm xe. Hơn nữa, đã có ý đồ trộm cắp thì bất cứ cái gì cũng có thể lấy được. Thế nên cô dì chú bác mua được thịt heo rồi, nhớ cất cho thật kỹ, thịt heo cũng có giá lắm đấy nhỉ.